Chiếc đó giờ lên cô chú anh chị thì bây giờ tới chiếc kho 6.600 này đi xuống nè. Là dè dè xuống nước luôn nha cô chú anh chị. Ủa anh, cái này là mới nhập có 2 ngày nay hả anh? Lâu hả? Xe nó phải đi lên kìa, chân này móc. Đây là cảnh mà cô chú thu hoạch mì nha quý cô chú anh chị, thu hoạch mì ở bên đảo Nhiếm á. Đảo Nhiếm là nó nằm ở giữa lòng hồ Dầu Tiếng á.
bây giờ là mùa nước nổi nè, nên bây giờ là thu hoạch là nó hơi cực hơn đó. Nhưng mà dù gì đi, dù sao đi nữa cũng phải chở ghe về đây. Bây giờ là ngày nào á, ngày nào mấy anh cũng ra đây để mà chuyển củ mì lên hết nha cô chú anh chị đó. Và mấy cài ghe tuốt mà xa là khi mà cái mùa mà không có nước lên á là nó khô hết nha, nó khô xa tuốt ngoài kia luôn á. Mà này cái mùa nước lên rồi nên nó là cô chú anh chị nhìn thấy ngập mênh mông nha. Máy cày này chuẩn bị lên nha cô chú anh chị. Ồ, dũng nước nó hơi sâu quá. Bắt đầu là bò lên cái dốc nha cô chú anh chị, bò lên cái dốc thành bờ hồ. Bò này đi số chậm á, bò đi số chậm nên bò nó rất là chậm, nhưng mà nó rất là mạnh. Rồi lên dốc rồi.